em đi một số trang trại là cái này là mới này, thì anh có thể chia sẻ cho bà con quý khán giả là mình làm cái ống này thì mình làm cái mục đích chính để là làm gì anh? Thế này nhá, tôi này đây những cái ống này này là tôi đã đúc kết lại được cái kinh nghiệm ấy, nào là trước nào tôi làm nào là bằng gạch này, dạ vâng, bằng gỗ này, vâng, nhưng cuối cùng tôi lại phải bỏ hết anh nhé. Tôi đang có mặt tại hợp tác xã Nhân Giống và Bảo tồn Động vật Thái Nguyên có địa chỉ tại Vô Chanh, Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Và thưa bà con quý khán giả, trên tay tôi là cái kèm nhiệt độ. Một cái thời điểm này là cái thời điểm mà chuẩn bị vào mùa đông, mình cần chuẩn bị những cái gì và có những phương án như thế nào để làm sao đảm bảo, thứ nhất là về cái nhiệt độ, cái thứ hai là về chuồng trại, và thứ ba là về thức ăn. Chúng tôi đã dày công đúc kết lại trong quá trình chăn nuôi cầy gần chục năm nay. Với con vật nuôi là một cái đống tiền này, là một cái tài sản rất lớn của bà con, nên chúng ta phải hết sức lưu ý cẩn thận ở cái nhiệt độ, đảm bảo cho con chồn nó sống khỏe mạnh. Nhỡ làm sao nó rét rồi nó sinh ra những cái bệnh như viêm phổi này, ho này, thì chúng ta lại phải chữa trị cho nó, mà khi đã chữa trị thì sẽ ảnh hưởng đến con cầy rất chi là nhiều. Lý do làm sao tôi bỏ thì thứ nhất là cái nếu làm bằng gạch thì là sẽ mùa đông nó sẽ lạnh, dạ. Còn nếu làm bằng cái gỗ như kiểu cái giá giường ấy, dạ, thì khi con cầy nó nhiều cái con mà nó vệ sinh, nó cứ vệ sinh ở trên ấy, dạ, thì nó sẽ bị bẩn hết cái trên này, để lâu ngày nó sẽ gây ra những cái vi khuẩn để gây bệnh cho con cầy, dạ. Nên chúng tôi đã chuyển sang là làm bằng ống nước rất chi là sạch sẽ, lúc nào đây anh nhìn toàn bộ nó sạch bong luôn, dạ. Đó, chứ trước tôi làm bằng ván là sau tôi phải bỏ đi hết ấy. Tức là cái chi phí nó cũng là rẻ đi đúng không? Cũng là rẻ hợp lý. Vâng. Anh có nghĩ rằng cái chuồng trại nó có ảnh hưởng đến cái sự sinh trưởng cũng như phát triển con cầy không anh mình? Quá ảnh hưởng lắm chứ. Vâng. Nó ảnh hưởng ở hai yếu tố. Vâng. Yếu tố thứ nhất, chuồng trại phải đảm bảo có độ rộng, vâng, cho nó để nó chạy nhảy được. Khi mà chuồng nó độ rộng, nó chạy nhảy độ tốt ấy, thì thứ nhất là con cầy nó khỏe, thứ hai lông nó rất chi là mượt mà. Vâng. Anh thiết kế như vậy thì là nó phù hợp với lại cái loại cầy mà cầy sinh sản hay là cầy thương phẩm hơn hả anh, hay là có thể là tất cả các loại có thể là nhốt cái chung này là tôi làm để nhốt chung ấy. Vừa là cái ô này là vừa sinh sản cực đẹp luôn. Vâng. Đấy, khi ra cầy sinh sản thì với con cầy này chúng ta chỉ cần để một cái sọt hoa quả ấy. Đấy, chúng ta để vào là nó tự giác nó vào, tự động nó vào, thì với cái chuồng này nó đã quá đầy đủ cái không gian để chúng ta cho nó sinh sản rồi. Và thứ hai nữa là cái cỡ chuồng này thì chúng ta cũng là để cầy thương phẩm hoặc là cầy nhỏ thoải mái. Với cầy nhỏ thì với cái chuồng này chúng ta cứ để độ khoảng 4-5 con là vừa đẹp để cho nó quấn nhau. Vâng. Đấy, khi nó quấn ao nhau rồi nó tranh nhăn nhau thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Vâng. Cái này nếu mà chi phí làm thì nó chả đáng bao nhiêu, anh có để hoạch toán được không ạ? Cái này hoạch toán thì anh chị em nhìn thấy á. Vâng. Chúng tôi thì làm theo cái phương án trong đầu nghĩ là làm sao cho nó tối thiểu giảm tối đa chi phí đúng không? Tối đa, tức là giảm chi phí tối đa nhất. Vâng, ai có thể làm được đúng không anh? Ừ. Thì đấy, cái chuồng này thì nó chúng tôi chỉ là có 3 viên gạch đấy, 3-4 viên gạch và lưới thôi. Vâng. Và cái ống này làm cái chỗ nó nhảy lên để xuống thì anh cứ thử tính xem thì nó chi phí rất chỉ là thấp. Vâng. Cái nhiệt độ về đầu mùa đông ấy và mùa đông. Vâng. Thì đấy, thì anh cũng nhìn trong cái trại chúng tôi là đều có các dãy nào cũng có các dãy bóng điện, là đây là cái bóng sưởi. Vâng. Gọi là cái bóng người ta hay sử dụng để úm gà ấy. Vâng, vâng. Sử dụng cái bóng thì thường thường khoảng 100-200W. Vâng. Thì đấy, chúng tôi làm một dãy này để đảm bảo cho mùa đông, nhất là về đêm ấy, sương giá lạnh thì chúng tôi thắp lên để cho cái nhiệt độ nó đảm bảo cho con cầy không, nhiệt độ làm sao có giữ lên, lấy lên nhiệt độ mà cái mùa giá rét quá thì chúng tôi cũng vẫn phải lên được độ khoảng 18-20 độ. Vâng. Để cho con cầy nó có độ ấm để nó bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Vâng. Bây giờ mà lạnh thì nó lại sinh ra bệnh viêm phổi viêm thì chữa nó vất vả lắm, tốn nhiều đấy, chi phí mà nhiều tốn khi nhiều chi phí mà nó con cầy đâu nó sẽ bị còi khóc đi. Vâng, tức là lợn què luôn đấy đúng không ạ? Đúng rồi, bất kể con gì mà đã dùng tới kháng sinh nhiều thì nó sẽ có cái sự chậm phát triển và nó còi đi, nó không phát triển được tốt như những con khác nữa. Mình cũng vừa chia sẻ một số những sáng tạo vì trong quá trình làm thì anh Bình cũng đã đúc rút ra một số những kinh nghiệm để làm sao thứ nhất là giảm cái chi phí chuồng trại, cái thứ hai là làm sao cho con cầy này nó thoải mái nhất. Thì cũng rất là cảm ơn anh Bình cũng đã dành thời gian để chia sẻ cho bà con quý khán giả. Còn nếu như bà con quý khán giả muốn đến tham quan cái mô hình này thì anh Bình vui lòng để lại số điện thoại cũng như địa chỉ để cho bà con quý khán giả có thể tiện liên lạc cũng như là trao đổi một số những kinh nghiệm. Và
Vâng, thưa bà con quý khán giả, nếu mà bà con và quý khán giả còn có những điều gì mà thắc mắc mình chưa được gọi là hiểu biết được nhiều thì một là hãy đến với tại cơ sở chúng tôi, hai là liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0368 059 666 để chúng tôi được chia sẻ những kinh nghiệm mà chúng tôi đã đúc kết qua hàng chục năm chăn nuôi để chia sẻ bà con, để bà con được nắm rõ hơn.